Ok, xin mời. Em không. Ừ? Em không. Từ sáng giờ anh học chỗ làm luôn. Rồi, chưa có thời gian về. Hôm nay cũng nghỉ tập luôn. Chả làm được cái vẹo gì. Ủa, bây giờ anh vẫn chưa sắp xếp được công việc của ngày mai hả? Thế là ngày mai nếu mà mọi người đi buổi sáng thì chắc là anh có đi được không? Sáng thì là ưu tiên chị muội với em trước thôi, còn mấy việc sau thì sau. Oh, what's up? Ôi, khăng khít ha. Ôm ông, có ôm ông. Ôm mà ôm đầu rồi kìa. Eo ơi. Sao ông thấy nóng quá nhỉ? Trái tim tan vỡ. Cái người trầm tìm nó đúng ngay trước mắt luôn rồi, nó không chạy đâu được nữa. Đúng không? Trầm tính nè. Rồi rất là kiểu việc nhỏ, rất là lo lắng đầu tiên y sĩ đục nè. Nó là người trầm tìm nó đâu xa xôi nó ngay đó rồi. Sao anh hiểu Trâm quá vậy? Ủa, em tưởng đó là anh là bạn thân của Trâm mấy năm rồi luôn á. Em không biết Trâm Trâm tìm ai luôn á anh à. Bữa Trâm có nói đúng không? Trâm nói là cái ngu của Trâm mày như vậy. Nhưng mà anh nhớ không? Còn nhớ nổi luôn. Anh nhớ không? Thế để anh thuật là nè, Trâm thích một người trầm tính. Những việc nhỏ nó phải lo trước. Rồi bị Trâm dễ bị xúc động như này này kia, cái kiểu. Rồi cái thứ hai là Trâm thích một người không có to quá. ông to thiệt nhưng mà thì đúng là nhưng mà biết là ổng bự nhất nhưng mà ý là không thể nào mà tìm một người mà nó đổi được option như vậy được. Khi nào mà kiểu một cô gái mà thích một cái thằng hài hước như em á thì may ra là được, em không thể nào mà bình tĩnh được, được không? Anh là kìm kìm đó, tại vì rõ ràng á em sinh ra tôi có môi trường đó rồi, em không thể nào mà kiểu mà bình tĩnh được. Kiểu trường dân, đồ hả? Nó noi sẵn trong môi trường làm việc với cả cái đam mê đó, nó rất là noi luôn rồi, nó không thể nào mà lạ cho tôi mà kiểu bình tĩnh được. Mà nên là nếu mà một bạn nữ mà chấp nhận cái việc mà tôi noi như vậy thì im lặng mình có một người bạn nữ yêu động vật giống như anh. Ngày hôm nay sau bữa ăn tối, mọi người trong ngôi nhà chung cùng nhau ra phố đi bộ để dạo chơi. Ê, bây giờ mình chơi trò này đi, một trò mới đi. Không được gọi tên người và gọi tên mình. Và không được gọi tên hai người bên cạnh mình. Người thua là người sẽ bị đặt câu hỏi. Rồi chưa? Rồi chung nha. John. Tâm. Kè. Long. Anh Long bị. Không, em không nghe đâu tên luôn á. Em phải tập trung như em nghĩ đâu vậy? Tập trung vô. Em đặt câu hỏi với anh nha. Yes. Mối tình gần nhất trong vòng bao lâu thì kết thúc? 2 tháng. 2 tháng thôi hả? Yes. Mối tình trong 2 tháng đó của anh, tại sao lại kết thúc sớm như vậy? Có phải là anh và người đó không thương nhau nhiều hay không? Tại vì anh học thạc sĩ. Không có thời gian hả? Không, nói chung là đại loại là bạn gì không muốn học thạc sĩ mà anh lại muốn. Hai người có thể học khác nhau nhưng mà có thời gian cho nhau là được mà. Nói chung là cái chuyện của bạn kia em cũng có... À, tức là xuất phát từ người kia đúng không? Đúng rồi. Anh thì em vẫn muốn đi học thêm, bạn không muốn. À, bây giờ anh còn tình cảm với người đó không? Không. Ok, xong. Bạn gái gần nhất của anh tóc dài tóc ngắn? Không có dài lắm, như Trâm á. Tóc dài hay tóc ngắn thì cũng vậy hả? À? Bạn đang tìm gặp đôi bí ẩn á. À, rồi, ok. À, vậy thì được. Hello. Yes, sir. Anh mà đâu? Mật bánh xét luôn. Mật bánh xét luôn hả? Anh Đồng. Thứ nhất là cái game này á, tất nhiên là mình gọi tên nhau xong rồi sẽ dòng. Nhưng mà không được gọi tên hai người kế bên mình. Và cái tên của người kêu cái tên mình á. Đúng rồi, kêu tên mà sai là phải trả lời câu hỏi. Ok. Rồi, ông gọi tên ai đi? Hằng. Anh Long. Trâm. Chôn. Đông. Ủa, Đông nữa hả? Đúng. Đợi anh hỏi đi. Em bị phạt rồi. Điều gì ở người con gái khiến em... thú vị nhất? Đối với em thì người con gái em cảm thấy thú vị nhất là biết lắng nghe. Đó là điểm ưu tiên hàng đầu. Tôi cũng vậy. Hình như mấy cái nhóm trước đều có một câu slogan á. Nhóm mình có chưa nhỉ? Ví dụ mùa trước là gì? Lúc đi hết mình, lúc về có bồ á. Đại loại như vậy. Vậy là nhân dịp tối nay đông đủ tất cả mọi người, các thành viên Love House đã quyết định tìm đến một địa điểm lý tưởng để cùng thảo luận câu slogan riêng cho ngôi nhà chung mùa thứ 13 của họ. Lớp hậu và mới kết nhau. Chúng ta là lớp hậu. Xong rồi cái gì đó kết nhau. Nhiều người phải kết nhau hả? Chúng ta là lớp hậu. Đến đây để kết nhau gì đó. Nhà chung. Ai cũng khùng khùng. Gì vậy? Mọi vô nghe sao rồi thấy như là thần kinh tới rồi. Kẹt. Hơi bất ngờ luôn. Chị có đề xuất gì không? Để chị có đề xuất gì không? Bên này bí rồi. Ngôi nhà chung. Không mong lung. Không biết slogan mùa này sẽ như thế nào, chứ chưa gì đã thấy thật là khó đỡ.
Cuối cùng, các thành viên lựa chọn tách nhóm để có thể cho ra nhiều ý tưởng phù hợp hơn. Và liệu slogan của cặp đôi nào sẽ trở thành điểm nhấn trong Clubhouse mùa 13? Bây giờ tụi mình đã hết thời gian chuẩn bị rồi. Và bây giờ cặp đầu tiên sẽ bắt đầu trước là từ phía bên này. Bên nào ạ? Bên kia. Chưa làm sao mà làm tụi mình thất vọng được. Cố lên anh. Yes sir. 1, 2, 3. Ngôi nhà chung, khi đi thì bí, khi về thì sung. Sung gì vậy? Sung gì vậy? Sung gì á? Đây là sung gì? Sung sướng ấy. Ok. Thì đây là cái slogan mà em và anh Đạt vừa mới nghĩ ra. Thì nó là theo một cái tiến trình từ khi mà bắt đầu cho đến khi kết thúc, thì em hy vọng là nó sẽ kết thúc y chang như là cái slogan mà tụi em sắp đọc đây. Rồi, hy vọng là mọi người sẽ thích. 2, 3. Ngôi nhà chung, hơi mông lung, quẩy thật sung, rồi về chung. Hay quá. Nhưng mà dài quá, khó nhớ ạ. Của em vẫn dễ nhớ hơn. Vậy bây giờ tới lượt nó này, nhóm này cứ đi, nhóm này nó lấy. Ok, nhường okay, công ty đi trước. Vui nha mọi người. Yeah. 1, 2, 3. Clubhouse, love forever. Yeah. Ngắn gọn. Cũng rất là dễ nha. Hay nha. Rồi, anh bắt đầu chứ nha. Xe hồng. Clubhouse. Chúng ta sẽ cùng xe tơ hồng. Và kết nhau. Hey. Yeah. Ủa, tôi không còn nữa. Sao không ai đứng gì? Ok. Nhưng mà vẫn khó nhớ. Ok. Một pha quê không phải. Giờ chúng ta sẽ nghĩ nè, con này có thể làm slogan được, nhưng mà có điều là vậy nè. Cái đó nó kiểu như nó hơi dư câu, khi có người đọc này, người đọc kia. Đúng rồi. Ví dụ như là xe hồng và lớp hào. Yes. Xe tơ hồng. Và kết nhau. Cô đúng rồi, em bỏ chúng ta đi được. Đúng rồi. Vậy làm lại lần nữa đi anh. 2, 3. Xe hồng. Và lớp hào. Xe tơ hồng. Và kết nhau. Hai. Ê. Sau khi thảo luận và thống nhất ý kiến, thì tất cả đã quyết định chọn slogan của Thiện Long và Kaka làm khẩu hiệu đại diện cho ngôi nhà chung mùa 13. Xe hồng và lớp hào. Xe tơ hồng và kết nhau. Sẵn sàng lên. Và tận dụng khoảng thời gian này, các cặp đôi tiếp tục có thêm cơ hội để trò chuyện và tâm sự cùng nhau. Vậy bây giờ chị đi chụp thôi đúng không? Tuần đi chụp nhiều không? Cũng tùy tuần. Nhưng mà hỏi về vấn đề khác đi. Công việc nhiều quá rồi. À, hiểu rồi. Thích hỏi về tình yêu. Không, về vấn đề khác cũng được. Vậy lúc trước em quen bạn trai gần nhất bao nhiêu lâu? 8 tháng. Hồi đó sao mà yêu? Thích cái gì ở người ta mà yêu? Thì cái lúc đó cũng còn hơi nhỏ, không có suy nghĩ nhiều. Nói chuyện với nhau rồi đi ăn uống, xem phim hoặc là chỉ có gọi điện thoại nói chuyện với nhau thôi cũng thấy vui nữa. Hồi đó thấy vui, quen thì quen thì chứ không nghĩ gì nhiều đúng không? Đúng rồi. Từ khi chia tay bạn đó là 3 năm rồi, chưa có yêu. 3 năm rồi? Ừ. Lâu nhờ? Khó tính hơn hay là chưa có ai hợp? Chưa có ai hợp. Ừ. Còn anh thì chắc cũng vậy đúng không? Chưa có ai hợp cho nên là anh cũng chưa có tìm. Cũng đúng. Quen ai thì anh phải nói chuyện được với người đó. Ít nhất thì cũng có điểm chung để mà nói chuyện. Nên là anh sẽ tìm kiếm mấy người mà sẽ cùng cái lĩnh vực với anh một xíu. Nhưng là liên quan đến nghệ thuật. Mà nói vậy thôi à. Gặp được người mình thích là mình thích à. Có một cái câu này khi nào anh cũng muốn hỏi những người con trai khác. Vì sao về một người con trai mà xăm hình nhiều. Em phải nói thật. Hình xăm có quyết định điều gì không? Tại vì anh muốn biết người khác nghĩ gì về hình xăm của anh với cả về thôi công. Mình bỏ qua cái đó đi. Không trả lời đúng không? Không. Ok. Tại vì Nhu cũng chỉ im lặng và vẫn chưa chủ động lắm, khá là nhút nhát, chưa thực sự bộc lộ bản thân của mình ra nhiều và giữ lại cho mình một điều gì đó ở trong lòng. Mình không biết được Nhu đang nghĩ trong đầu và cũng không biết Nhu đang tìm kiếm điều gì cả. Em thấy anh Nhu đây thực sự luôn là anh luôn. Đối với nữ là anh luôn tạo mối quan hệ cho mọi người đều, chỉ có em là ít, thật sự luôn. Tại vì anh đâu có gặp em đâu, mà em cũng không có cơ hội gặp anh nữa. Bởi em mới vô anh cũng nói chuyện này kia, hay cũng nhiều nói chuyện cũng nhiều nữ, mà sao em là anh chưa tiếp xúc luôn, mặc
Mặc dù hai đứa ngồi ăn cơm em có nhìn qua nhìn lại cười thì anh cũng để ý, nhưng mà chưa nói chuyện bao giờ luôn. Bây giờ nói. Bây giờ nói. Em có tin vô cái tình yêu mà quen trong vòng 7 ngày? 7 ngày quen luôn đó. Em nghĩ là nó là tùy thuộc vào cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau nhiều hay ít thôi. Chứ ví dụ đi là anh quen một người một tháng đi đúng không? Nhưng mỗi cuối tuần anh đi chơi vào mỗi tối chủ nhật thôi, tối thứ bảy thôi, 2-3 tiếng thôi, thì cộng lại nó cũng đâu bằng một ngày mình ở chung với nhau đâu. Cái ngày hôm bữa trước á là Long nó nói với anh là mày ở nhà mày thấy mày sẽ thấy được nhiều, biết được nhiều cái sự mà mọi người đối đãi nhau á. Nhưng mà anh nghĩ là anh Đông với một bạn đó, vì anh Đông tối ngày cứ đi làm thôi, không có thời gian dành cho lớp hao. Bữa giờ em đang rất là kiểu muốn đi chạy bộ á, tại cái khuôn viên ở dưới cái chỗ nhà chung mình hơi bị đẹp, hơi bị lý tưởng đó, mình có thể đi bộ được. Biết nhưng quan trọng là anh dậy sớm được không? Dậy sớm thì 5 giờ là đẹp nhất. Wow, mà... sớm vậy luôn hả? Chứ muốn mấy giờ, thường 5 giờ là thông khí nó thấy là ok nhất. Còn mà chợ từ 6-7 giờ bắt đầu mọi người tấp nập lại rồi, với lại nắng lên nữa. Ok, ok. Vậy 5 giờ mất xui chưa? Ok, em nói là em sẽ làm được mà. Mình chữ ngày nào con phải xin nha, có không? Nó có động lực riêng của bản thân nữa chứ gì. Ok, nó cũng là vấn đề. Trâm là một phiên bản rất giống với tiếng người yêu cũ của anh cộng lại. Wow. Khi mà anh nhìn được Trâm á, nó luôn là kiểu một cái mặt đối lập, em hiểu không? Nó kiểu mình rất bởi vì anh nói là nó rất là khó nói ra, tại vì chẳng khác nào anh chấp nhận cái điều đó xảy ra lần nữa. Em biết là nó sẽ dính líu về cái quá khứ của anh nhiều, đúng không? Tại vì nó là những người yêu cũ của anh, khó chắc chắn là sẽ khó quên rồi. Nhưng mà Trâm là một người mới. Em nghĩ nếu như mà anh luôn cố gắng nhớ về cái cũ á thì sẽ rất thiệt thòi cho Trâm. Em biết cái cảm giác mà lo lắng khi mà mình quan tâm một người bạn gái của một cái người đã có một cặp đôi trong đây, một người bạn trai, thì nó rất là ngại luôn, thật sự luôn. Không, nhưng mà không đối với em thì em nghĩ là cảm xúc của mình thì mình tôn trọng nó, còn cũng không thể nào trách mình nếu như mà mình quan tâm nhau được, bởi vì mình đâu có biết đâu. Em nghĩ là nếu như mà mình cứ sợ sẽ là rất là cặp đôi bí ẩn, xong rồi mình không có tiếp xúc, ngại tiếp xúc với lại cái người mà mình nghi ngờ, thì hồi sau nếu như mà người đó không phải là cặp đôi bí ẩn mà lỡ có một người khác lại tiếp xúc với người đó nhiều hơn thì sẽ làm cho mình buồn. Mà có thể là trước đó người ta cũng thích mình nữa, mà bởi vì mình không có đáp lại người ta, xong rồi người ta cũng tự tạo cơ hội cho người khác. Thì em nghĩ là cứ sống hết mình, cứ thả mình vào trong đó, rồi chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Còn Nhâm đi thôi. Đi được mấy vòng rồi nhỉ? Thấy có hiện tượng ngợp gì không? Em đang hơi căng thẳng. Relax đi, đừng có nghĩ gì hết. Cứ hít vào thở ra một cách nhẹ nhàng thôi. Đừng có suy nghĩ. Nếu như nó được giải tỏa thì nó sẽ giải tỏa bằng cách nào? Không, nó có thể cụ thể được không? Nếu anh giúp được. Em lại chị đợi em nha. Ok. Em bắt tay. Hả? Em bắt tay. Đây. Hơi tê chút. Hơi tê? Cái gì tê? Không biết, đây. Đây là lần đầu nên hơi tê. Đúng rồi, em quên mất dụng này. Khi mà em lần đầu tiên nắm tay thì cảm giác đó là cảm giác chắc là lần đầu tiên trong đời luôn á. Khi mình mà nắm tay bạn Trâm như vậy, bạn nó đề nghị một cái đề xuất mình cũng không có tưởng tượng được là sẽ được nắm tay đâu. Đi suốt một khoảng đường dài vậy mà cái feeling, cái cảm giác nó vẫn còn tồn động, nên mình vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm cho hết. Và mình thấy ok, cảm giác đó thật là tê. Em thấy từ nãy rồi. Nice. Ok, hay đấy. Nên là em vẫn khuyên anh dũng cảm lên. Bây giờ cái khả năng mà người đó là người bí ẩn hay không, nó là trong cái phần trăm dự đoán của anh thôi. Okay. Có thể là có, thể là không. Nhưng khi anh nói ra, có thể người đó từ chối hay không từ chối, nhưng mà nếu như anh không nói thì chắc chắn là anh là thua cuộc rồi, đúng không? Và suốt đời anh phải hối hận vì anh đã không dũng cảm làm nói ra cái điều đó.
cái người mà đúng cái tuyết của mình đang hướng tới vẫn là Trâm, mà mặc dù mình với Trâm luôn có khoảng cách, nhưng mà kiểu cái đó có thể có sự ích kỷ của bản thân mình kiểu vậy. Mình không muốn Trâm giao du với ba người còn lại, nhưng mà ám ảnh nhất là cái khoảng cách mà Đông nắm tay với Trâm, kiểu mình vừa bắt cười với kiểu có thể là một phần ganh tức nào đó, đại loại có thể là như vậy, kiểu hơi ganh tức một tí. Anh ổn không? Chút chút. Được không? Hả? Lỡ nắm luôn được. Chết rồi. Eo thiệt ra là cái ngày đầu tiên á, thật ra trước cái buổi tối ngày hôm nay thì mình có cảm giác anh Đông là cặp đôi bí ẩn. Và mình kiểu là cũng không có nghĩ là mình sẽ tìm hiểu anh Đông nhiều, mình cũng không biết nữa, mà mình cứ khăng khăng trong đầu mình là anh Đông là cũng đối với ẩn hết. Nhưng mà tối ngày hôm nay thì mình thực hiện thử thách nắm tay anh Đông thì mình cũng có quan sát xem mọi người có nhìn thấy hay là mọi người có nghĩ gì về cái điều đó hay không. Mình cũng có quan sát anh Long, mình cảm nhận được là có một cái gì đó, nếu mà dừng tự nhiên thì không đúng, nó chỉ là một sự bất ngờ thôi, nhưng mà mình vô tình mình cảm nhận được một chút xíu gì đó nó khác so với những cái sự bất ngờ của mọi người khác trong nhà chung. Em thấy là anh cũng rất tập trung vào trong, đúng không? Khi nãy hai người nắm tay nhau anh cũng có cái phản ứng cái đó là ức chế. em cũng có cái ức chế đó, kêu what, đã nắm tay nhau rồi kiểu vậy, lẹ mấy chữ. Nhưng mà anh cứ suy nghĩ thêm đi. Nhưng mà nếu như bây giờ không phải là Trâm thì anh có ý định là tìm hiểu thêm một ai không? Anh vào chương trình này để challenge bản thân mình mà, để coi bản thân mình muốn gì mà. Vậy thì anh vẫn có ý định tiếp tục đúng không? Đúng rồi. Thật bất ngờ khi chỉ đơn thuần là một thử thách, nhưng cái nắm tay của Phương Trâm lại vô tình khiến bao con tim bị xáo trộn. Và đây như điểm bắt đầu cho cuộc tình tay ba. Đi không? Có mang nón nè, không lấy xe. Có chở một người được nè, Trâm muốn đi không? Không có mang nón mà. Ok, xin mời. Em không? Ừ. Em không? Từ sáng giờ anh hỏi chỗ làm luôn. Rồi, chưa có thời gian về. Hôm nay cũng nghỉ tập luôn, chả làm được cái vẹo gì. Ủa, nãy giờ anh vẫn chưa sắp xếp được công việc của ngày mai hả? Đấy là ngày mai nếu mà mọi người đi buổi sáng thì chắc là anh có đi được không? Sáng thì là ưu tiên chị muội với em trước thôi, còn mấy việc sau thì sao? Oh, what's up? Oh, khăng khít thế. Ôm không? Ôm mà ôm đầu kìa. Eo ơi. Sao không thấy nóng quá nhỉ? Trái tim tan vỡ. Cái người Trâm tìm nó đúng ngay trước mắt luôn rồi, nó không chạy đâu được nữa. Đúng không? Trầm tính nè. Rồi rất là kiểu việc nhỏ, rất là lo lắng đầu tiên Isidun nè. Nó là người Trâm tìm nó đâu xa xôi nó ngay đó rồi. Sao anh hiểu Trâm quá vậy? Em tưởng đó là anh là bạn thân của Trâm mấy năm rồi luôn á. Em không biết Trâm tìm ai luôn á anh à. Bữa Trâm có nói đúng không? Trâm nói là cái ngu của Trâm mày như vậy. Nhưng mà anh nhớ không? Không nhớ nổi luôn. Anh nhớ không? Để anh thuật là nè, Trâm thích một người trầm tính. Những việc nhỏ nó phải lo trước. Tại vì Trâm dễ bị xúc động như này này kia, cái kiểu. Rồi cái thứ hai là Trâm thích một người không có to quá. Ông to thiệt nhưng mà đúng là, nhưng mà biết là ông bự nhất, nhưng mà ý là không thể nào mà tìm một người mà nó đổi được option như vậy được. Khi nào mà kiểu một cô gái mà thích một cái thằng hài hước như em á thì may ra là được, em không thể nào mà bình tĩnh được, được không? Anh là kìm kìm á. Tại vì rõ ràng á, em sinh ra tôi có môi trường đó rồi, em không thể nào mà kiểu mà bình tĩnh được. Môi trường nào? Kiểu trường động vật túi y hả? Nó noi sẵn rồi, trong môi trường làm việc với tất cả cái đam mê đó nó rất là noi luôn rồi, nó không thể nào mà lạ cho tôi mà kiểu bình tĩnh được. Mà nên là nếu mà một bạn nữ mà chấp nhận cái việc mà tôi noi như vậy thì im lặng mình. Không, một người bạn nữ yêu động vật giống như anh. Đúng rồi. Thì có thể ta sẽ hiểu anh chứ. Chỉ có anh Long là người duy nhất mà nhìn theo xe từ đầu buổi đến cuối buổi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn tụi mình thì vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau. Một hồi sau thì anh Long có
cố gắng trở lại với mọi người, nhưng mà mình cảm thấy là anh Long vẫn đang rất là trầm vì anh Long bận suy nghĩ một cái gì đó, và cái suy nghĩ đó mình nghĩ là suy nghĩ về Trâm với lại Đông. Nhìn anh rất là giống một người anh của em hồi trước, anh đồng nghiệp thôi, nhưng mà kiểu hai đứa cũng khá hợp, giống luôn á, giống kiểu cái bề ngoài á. Wow. Cũng kiểu đô đô kiểu như vậy, gương mặt cũng giống nha, là cũng rất kiềm lời nha, ấy là sẽ không nói nhiều đâu, nhưng mà đến khi mà đủ cái mức độ là có thể bắt được tần số không? Đúng rồi, bắt được cái tần số của ổng á thì kiểu ổng sẽ nói rất nhiều. Anh không quan trọng gần hay xa, anh chỉ cần quan trọng là cái người ngồi sau xe anh là người nào. Nam hay nữ thôi. Đúng rồi. Hoặc là kiểu em có biết khoảng cách xa nhất từ người này tới người khác là gì không? Khoảng cách xa nhất là khi người đang gần nhau á. Ngồi gần nhưng mà xa, kiểu từ đây ra nước ngoài rồi. Em đang nhận hàng anh là gì đó là lý thuyết. Tại vì Long đang bảo cặp ngoài kia. Sao vậy này chắc buồn chết luôn á. Sao vậy này em được lại với công việc. Thì tất nhiên mày trở lại với công việc rồi. Chứ giờ anh muốn em trở lại với ai bây giờ? Trở lại với người yêu. Cặp đôi bí ẩn. Giả sử nhé, hôm nay là hôm cuối rồi, ngày mai em phải về rồi. Em sẽ nhớ anh nhất trong số các bạn nữ. anh phải qua những cái ngày cuối cùng anh mới biết là mình nhớ anh nhất. Không, những ngày đầu tiên mà. Em tưởng tượng đi, ngày mai em phải đi về, mọi người đi về hết, em sẽ nhớ anh nhất. Thế bà đó bà, trời bà quá. Bạn nữ. Bà không dạ. Được nhiều đâu mà bạn nữ, bạn nữ. Cái gì? Trời. Vui thôi. Trong ngày thứ hai hôm nay thì mình có tiếp xúc nhiều với anh Chun. Sáng có đi chung và chiều tối thì được bắt cặp. Nhưng mà người mà mình ấn tượng nhất trong ngày hôm nay thì mình vẫn là anh Đạt. Bởi vì anh có một cái tính khá là hài hước và mình cảm nhận được ở anh là một cái sự gần gũi chân thật và anh cũng có để ý và quan tâm đến mình. Đã về gần cuối ngày và chỉ có 3 cô gái đã hoàn thành nhiệm vụ. Không biết vì lý do gì mà đến giờ này Kaka vẫn chưa chọn ai để thực hiện thử thách. Mấy hôm nay anh đi làm nhiều quá, thành ra em chưa có cái cơ hội. Xin lỗi anh. Cái gì? Hôm bữa đầu tiên á, anh nhớ bức tranh anh tặng cho em không? Nhưng mà em để quên ở dưới, em không có mang lên tại vì cái tính em đoản ấy. Tại vì cái đó là cái món quà mà anh dùng nhiều công sức tâm huyết để bỏ vào nó mà em lại làm quên như vậy thì chị em cảm thấy có lỗi á. Thử thách của em là phải trước bữa ăn. Nhưng mà hôm nay anh về trễ hơn rồi nên là em không có thực hiện thử thách được, là tại vì em chờ anh về á. Em nhân cơ hội này để chuộc lỗi với anh luôn. Có phải nhắm mắt gì không? Không. Vậy thôi. Sao anh ngưỡng gì anh? Anh nhìn đi đâu vậy? Ok. Anh không dám nhìn em à? Thấy nó hơi rung. Anh rung à? Hơi rung. Em cũng rung. Em sẽ hát một bài, nhảy cho anh xem. Wow. Từng bước về sau để nhìn em rõ hơn. Anh giúp em. Đó là cái ưu thế của em á. Nhưng mà em có thể nhảy trước đám đông, trước nhiều người. Em có thể tự tin là chính mình luôn, nhưng mà trước một người mà khác giới thì khó. Ok. Thì thở sâu vào. Tiếp sức. Ok. Thở luôn. Mi pan su 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 mi pan yakakus nyam nyam nyam. Thật đáng ghen tị khi Đinh Đông được ưu ái nhận về hai thử thách cuối cùng từ những cô gái trong ngôi nhà chung. Và đêm nay, các thành viên tiếp tục đối phòng cho nhau. Thế nhưng tình huống vô cùng khó xử đã xảy ra khi lần này Thiện Long sẽ ở chung phòng với tình địch của mình. Hello. Chuyển ca. Chuyển ca. Bye bye. Rồi, chúc ngủ ngon. Hey, feel fun. Ngủ sớm mấy chú. Chú ngủ trước đi. Good luck. Đêm nay nè, là mình sẽ ngủ với anh Đông. Nhưng mà mới thay phòng thôi nha, mới thay phòng thôi. Mình đã cảm nhận được cái sự cứng rắn trong cái lời nói của anh Đông rồi. Nên là mình càng khẳng định rõ hơn là cái tiếp người mà Trâm đang tìm rõ ràng là đang là anh Đông.
Bà cầm ôm gối qua đi. Bà đuổi tôi vậy luôn đúng không? Không, ý là bữa sau. Đủ rồi. Tôi đây cho bà vừa lòng. Bye bye, tôi sẽ ra tiễn bà. Em và Hằng đã chơi ba búa kéo. Thì đứa thua thì là đứa di chuyển. Chơi thật sự vậy? Dạ chơi luôn đi. Một lần thôi nha. Ba. Cái này là thắng hay thua? Là bà thắng á, tôi thua á. Là... Để thắng ở lại, thua đi. Là chị Ca sẽ qua ngủ với lại Hằng. Áo rumi mới. Welcome. Khi nào đứng đây đợi chị nãy giờ. Hôm nay là một ngày dài. Hôm nay là một ngày rất dài. Sau buổi tối ngày hôm nay thì cảm giác nó cũng chưa rõ ràng lắm đâu. Mình cũng vẫn sẽ nghĩ anh Đông là cặp đôi bí ẩn. Ở thời điểm hiện tại nha, thì là anh Đông và chị Ca. Biết đâu những cái hành động đó là đang che giấu gì đó, kiểu như là thể hiện với mình nhiều chút xíu để kiểu mình bớt nghi ngờ hơn về hai người. Em vẫn đặt ngồi cười hoài luôn, rồi ngồi nhìn Trâm với lại là anh Đông, hai người nắm tay nhau. Đấy chứ mà em cũng có để ý. Chị vô tình thôi, chị vô tình, chị đang nói chuyện với Long. Xong rồi anh Long thấy Long cũng giật mình luôn. Nhưng mà anh Long giật mình thì chắc là cũng có một cái gì đó lên cơn. Hơi buồn, em thấy anh Long hơi buồn. Hai cặp đôi này đau đầu lắm luôn á. Anh Long thấy là anh Long cảm xúc lên xuống rất nhiều trong ngày hôm nay. Khép lại một đêm với nhiều biến động trong tâm trí mỗi người. Sáng sớm nay, như đã hẹn từ trước, Đinh Đông và Phương Trâm sẽ dậy sớm để cùng nhau chạy bộ. Thế nhưng lại có một sự thất vọng không hề nhẹ. Đây là 31 rồi. Anh Đông chưa xuống thì khả năng chắc là anh Đông ngủ quên. Đã là bây giờ đi ngủ này, chẳng cũng không thể nào đi ngủ được hết. Nên Trâm quyết định là sẽ đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người luôn. Trâm nghĩ vậy. Đã quá giờ hẹn nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của Đinh Đông. Vậy là Phương Trâm đành lủi thủi đi bộ một mình, tiện thể ghé tạp hóa mua đồ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hơi đông quá mọi người ơi. Thôi giờ cũng vui, cũng là một điều rất thú vị. Không, mình cứ nghĩ đơn giản là chắc là anh đang ngủ quên nha. Ok, cho sẽ nghĩ đơn giản là chỉ là anh đang ngủ quên thôi. Sẽ không nghĩ gì nhiều hết. Và lúc này, chàng trai của chúng ta mới xuất hiện. Trâm ơi, không biết phòng nào để gõ cửa. Gõ lùi hả? Xuống đây hả? Vậy hồi mấy giờ hay vậy? Vậy hồi mấy giờ mà hay quá vậy? Đáng thử xem. Không biết luôn. Thì sáng giờ cũng ngồi đợi mà không có tín hiệu gì là không biết có nên xuống hay không ấy. Anh đợi ở đâu? Trên phòng, trên giường. Wow. Ok. Em cũng đợi nhưng mà đợi với nhà khách, phòng khách. À, biết gì là ra tín hiệu trước rồi, có thể là không phải để em đợi rồi. Dù cho có nhiều ấn tượng về nhau trước đó, thế nhưng Đinh Đông lại đang mất điểm khá nặng khi lần đầu hẹn riêng lại để Phương Trâm bị leo cây. Và giờ đã là ngày thứ ba trong ngôi nhà chung, liệu câu chuyện tình yêu sẽ như thế nào khi các thành viên bắt đầu bộc lộ rõ những tâm tư và tình cảm của mình dành cho đối phương?